Chọn bài luôn. Đây là đón loa về rồi, đón loa về giữ đấy. Dũ ơi, Di ơi, Di. Đây đang bảo là nói trêu với mọi người là đón loa trước về để giữ đấy, sợ mất đấy. Đúng rồi. Không để ông bán bố mà. Để đây sợ Khang Minh bán đấy, giữ mang loa về trước đã. Mang loa về mà chưa có cái gì để đánh, chưa có cái gì để chơi đã. Gói lại mang về cất đã. Đây, Khang Minh lại đi găng tay để quấn ni lông đây. Riêng cái cặp loa này khui ra tra vào là đếm sơ qua khoảng độ 5 lần rồi. Sang tuần xuống Hải Dương lại khui ra tiếp, lại tiếp tục khui ni lông. Làm cái ổ cho nó nhé, sướng thế thì. Vâng vâng, hội em tay anh. Rồi đặt lên đây là tha hồ êm rồi. Tiếp tục Khang Minh lại quay, quay ni lông cái chiếc loa còn lại. À, những cái hàng hiếm đẳng cấp thì chỉ thuộc về những quý anh em các bác biết chơi về hàng đẳng cấp. Khang Minh thường nói những cái hàng hiếm, nói chung là giá cả nhập về Khang Minh cũng phải mua đắt hơn khá nhiều. Và thường nói một cách vui và tếu táo là giá không dành cho số đông. Nó còn cái tuyết của loa luôn. Cái này băng dính này. Quấn ni lông. Rồi. Đặt lên để chính Khang Minh là quấn ni lông. Bao giờ cái việc gì cũng đến tay mình hết. Rồi, đợi một chút. Đúng rồi. Đeo găng tay để quấn cầm cái cuộn băng tan kia nó không bị, nó trơn, nó dễ cầm. Còn cầm tay không thì nó rít, rất là khó quấn. Quấn kín bưng luôn. Gần như là một hạt bụi cũng không vào được loa. Các bác xem giờ này, gần 11 giờ đêm. Gần 11 giờ đêm chủ nhật, ngày mai là thứ hai đầu tuần này, và ngày mai là mùng 1 đầu tháng này, tháng 11 âm lịch, tháng củ mật. Khang Minh xin chúc các bác quý anh em một tháng mới gặp đầy niềm vui và may mắn nhá. Vừa không? Ô sao lại không cho hai cái loa dọc hả anh Hà? Không biết. Nó còn phải một ghế người ngồi. Ba người mà. Ba người nhỉ. Rồi Khang Minh sẽ tạm dừng để xem kê đặt thế nào đã nhá. Từ từ. Anh sang bên kia kìa. Dũng thử đóng đây. Nó kích không? Kích nó đẩy ra kích rồi. Đấy, kích nó đẩy được lên không sao. Đẩy vào một tí thôi. Nó xuống kẹt mà. Cho vào một chút nữa là nó vào đấy. Đẩy dưới lên tí thôi. Không được. Vào độ 10 phân nữa là nó vào thôi. Không được, anh đừng đẩy. Con nó lên 2 phân là ok. Rồi, ok, xong rồi. Rồi. Hít phát là xong. Hít phát là xong. Thoải mái. Chỗ này còn người ngồi không? Còn ngồi được không? Ngồi thoải mái. Thoải mái. Rồi. Thoải mái, chân Dũng ngắn rồi.
Đây đúng là Duy ơi, đây đúng là bạn mà lấy cả về cũng không thể chở được. Chở làm sao đấy không chở được. Lấy cả combo về cũng không chở được. Rồi. Thôi cái việc phần thứ hai là để cho bạn chở xuống. Ok. Sang tuần. Sang tuần mình đánh một chuyến xuống. Sang tuần. Ok. Sang tuần thì sắp xếp vào cuối tuần mới nghỉ được. Ừ, cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Cháu cũng vướng xe máy. Rồi. Anh Hằng làm gì? Rút điện à? Ra uống nước đó anh. Đang lao muộn cũng đã muộn rồi. À, xong rồi thành công đuôi loa. Ơi, à, muộn cũng đã muộn rồi. Đôi này vừa xinh xinh. À, đôi này thì rẻ thôi anh. Xinh xinh. Thế bao tiền anh? Mười mấy triệu mà. Rẻ nhất nhà đấy. Đúng rồi. Thế thì khăn ông Thủy lấy được đấy, có đến 15 củ không? Rẻ nhất nhà đấy, trên. Thế thì ông Thủy khăn lấy được. Phải cố. Không, ông Thủy, ông bảo là ta mua tầm khoảng 15-16. Cái đôi này... Không, ông bảo ông mua mút loa, nhà ông có cục trầm rồi, có đẩy rồi, nhưng mà đẩy ông cái đẩy đéo gì. Tên lạ hoắc gì. Tên lạ hoắc, chắc lại Trung Quốc. Đóng cái cửa ạ. Anh Hào ơi, đóng cái cửa uống nước tí, anh em uống nước tí. Mở cửa cho nó thoáng. Không cứ mở ra, anh em cũng mở ra rồi. Còn lấy nước nữa. Thôi, rồi, anh về nghỉ đi. Thôi được rồi. Về nghỉ đi thôi, muộn rồi. Muộn rồi. 11 giờ đêm rồi. Anh Hào nghỉ đi. Nhà thì ngay đây. À, anh khóa xe à? Ừ, chìa khóa. Anh lấy chìa khóa anh mở ra. Không, chìa khóa đâu. Chìa khóa cái chìa khóa xe máy của em ấy. Anh vào trong anh tìm hộ em cái. Okay, wow. Nào, bắt tay, chia tay. Chia tay tạm hôm nay. Cuối đã. Cuối tuần thì à, tôi gọi thì bạn vâng hết đồ về. Xe lát lại đi. Rồi, rồi. Anh Dư chạy đi em đi. Anh Dư chạy đi, cho nó lét. Tôi cho bạn đau chân mà ngồi trên kia. Thôi, tôi không ngồi, tôi ưu tiên bạn ngồi đi. Về em ạ. Rồi, đi nhá, về nhá. Về nhá Dư. Dũng nhá, về nhá em. Ok bạn. Rồi, xin chào.